Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn bài tập làm văn tuần 26, luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. Bây giờ, cô mời các bạn cùng lấy vở ra, viết thứ ngày tháng và tự bài, rồi cô trò chúng ta sẽ cùng làm các bài tập nhé. Trước tiên, cô trò chúng ta sẽ đến với bài tập 1. Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao? a rồi đây đến ngày xa mái trường thân yêu em sẽ mang theo nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu bên góc bàn thân thuộc của em đề bài tả cây bàn ở sân trường em b em rất thích cây phượng vì phượng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp của trường em đề bài tả cây phượng ở sân trường em vậy theo các bạn chúng ta có thể dùng các câu ở đoạn A và đoạn B để làm kết bài hay không? các bạn hãy tạm dừng video lại suy nghĩ và trả lời nhé. A, à, chúng ta thấy rằng kết bài ở đoạn A đã nói lên được tình cảm của người tả đối với cây bàn thân yêu. vì vậy chúng ta có thể dùng các câu trong đoạn A để làm kết bài. Còn ở đoạn B, người tả đã nêu được tình cảm của bạn ấy đối với cây phượng, đồng thời cũng nêu được lợi ích của cây phượng. Đó là cho bóng mát, để vui chơi và làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi trường. Vì vậy, đoạn B này chúng ta có thể dùng để làm kết bài. Vậy là qua bài tập 1, các bạn nhớ chú ý, kết bài trong một bài văn miêu tả cây cối phải nói lên được tình cảm của người tả dành cho cây và có thể nói thêm lợi ích của cây đó trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập 2. Quan sát một cây mà em yêu thích và cho biết A. Cây đó là cây gì? B. Cây đó có ích lợi gì? C. Em yêu thích gắn bó với cây như thế nào? Em có cảm nghĩ gì về cây? để làm được bài tập này các bạn cần chú ý đọc kỹ và làm theo từng yêu cầu một bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn với câu hỏi a cây đó là cây gì cô ví dụ cô quan sát cây vú sữa thì cô có thể trả lời như sau đó là cây vú sữa trước cửa nhà em với câu b cây đó có ích lợi gì cô sẽ trả lời cây vú sữa vừa cho bóng mát vừa cho quả ngon c em yêu thích gắn bó với cây thế nào em có cảm nghĩ gì về cây với câu này các bạn có thể trả lời như sau trưa nắng em thường đem một chiếc võng ra nằm dưới bóng cây vú sữa để đọc sách hoặc nghỉ trưa nên em vô cùng yêu mến cây vú sữa này khi ăn những quả vú sữa chín thơm ngon em luôn nhớ ơn ông nội em là người đã trồng cây này từ khi em còn chưa ra đời vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi bây giờ các bạn hãy tạm dừng video lại và quan sát một cây mà các bạn yêu thích sau đó các bạn hãy trả lời các câu hỏi theo yêu cầu nhé Vậy thì với những ý câu trả lời ở bài tập 2 vừa rồi các bạn vừa làm được thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 3. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn. Với yêu cầu này, cô sẽ nhắc lại cho các bạn kiến thức cũ mà hôm trước chúng ta đã được học. Kết bài trong một bài văn miêu tả cây cối thường có hai kiểu. Thứ nhất, là kết bài mở rộng và thứ hai là kết bài không mở rộng. Đối với kết bài mở rộng thì sau khi kết thúc việc miêu tả thì các bạn có thể bình luận thêm về lợi ích của cây, tình cảm hoặc ấn tượng đặc biệt của mình đối với cây và một cái kết bài mở rộng sẽ làm cho bài văn của chúng ta được hay hơn và tình cảm hơn. Do đó, các bạn nên làm kết bài mở rộng trong bài văn miêu tả cây cối vậy với yêu cầu trên cô đã viết một kết bài mở rộng như sau cây vú sữa trước cửa nhà em vừa cho bóng mát vừa cho nhiều quả ngon các buổi trưa nắng em thường treo võng dưới bóng cây để nằm đọc sách hoặc nghỉ ngơi khi ăn những trái vú sữa ngon ngọt em thường nghĩ tới công ơn của ông nội em người đã trồng cây này từ khi em còn chưa cất tiếng khóc chào đời em sẽ chăm sóc cây vú sữa để nó mãi mãi gắn bó với em, đem đến cho em những hương vị ngọt ngào. Ngoài kết bài cho bài văn miêu tả cây vú sữa thì cô còn có một cái kết bài mở rộng của một bạn nhỏ chọn quan sát cây si. Bây giờ cô sẽ đọc để các bạn cùng tham khảo nhé. Thế nào rồi cũng đến ngày em rời xa mái trường tiểu học. Lúc đó nhất định em sẽ đến tạm biệt gốc cây si già em sẽ không bao giờ quên cây si già quên những kỷ niệm dưới gốc cây bọn trẻ chúng em đã cùng nhau ôn bài ngồi hóng mát trò chuyện em hứa sẽ trở lại thăm cây si thăm người bạn của thời thơ ấu này nào bây giờ đến lượt các bạn các bạn hãy dựa vào câu trả lời của mình ở bài tập 2 và viết cho mình một kết bài mở rộng thật hay nhé. Cô hy vọng sau các bài tập vừa rồi, các bạn đã biết cách viết một kết bài cho bài văn miêu tả cây cối thật là hay. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài dạy sau nhé.